Ơi, chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nhá. Thì hôm nay nó có một cái sản phẩm mà mình tin chắc là những anh em mà chúng ta đang có cái nhu cầu thì anh em có thể cần ha. Thì đó là bộ tem Limited Super Rim phiên bản đặc biệt đời 2007 anh em nha. Bộ tem mạ chrome ha. Thì đây mình sẽ quay chi tiết cho anh em nha. Ở đây thì mình nhập về được có chục bộ thôi. Nếu mà nó hết hàng thì anh em chịu khó anh em đợi nha, khoảng 1-2 tuần là hàng nó lại có nha. Đó thì cái tem này do nó hiếm quá cho nên là người ta không có hàng để người ta bán cho mình ha anh em. Đấy, cái tem này thì nó bóng như vậy này nè. Đây nó có chữ Superim Sin 1997 anh em ha. Cái này là mình mới lấy từ trong kia ra ha. Đây, nó còn dính cái lớp ni lông trên này, rất là đẹp luôn. Anh em thấy cái rất là đẹp luôn đó. Thì một bộ tem nó đầy đủ các cái chi tiết như trong sáp này nha anh em nha. Đây một tem cốp này, tem lượn này, đây tem ốp trên này, tem bựng này, đây có tem bựng nữa nha anh em nha, tem bựng nhỏ nha. Đó hay gọi đây người ta ghi là tem yếm này. Đấy rồi tem cốp này, hai bên hai tem cốp ha. Rồi tem lượn trên này, đó tem đuôi này. Đấy đầy đủ một bộ như vậy nha anh em nha. Đó thì một bộ như vậy bán cho anh em giá 410.000 nha anh em nha. Hàng này thì những anh em nào mà đã chơi thì anh em biết được cái độ chất của nó và cái độ hiếm của nó ha anh em ha. Cái này nếu mà anh em mua ở ngoài thị trường ấy, mình cam kết với anh em là không có giá dưới 500 nha anh em nha. Đó thì anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ với mình. Ở đây một bộ tem của nó đây anh em ha. Đó rất là đẹp luôn. Trên này thì nó có dính mấy cái vân của ni lông nha anh em chỉ cần chúng ta lau đi là nó sạch nha. Đây lau đi là nó sạch nha, rất là đẹp luôn. Đây rất là chất nha, cái tem rất là cứng anh em, cái tem nó rất là dày, nó rất là cứng luôn. Rồi thì anh em nào có sự có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình nha anh em nha. Một bộ của nó còn nguyên đan nguyên kiện như vậy luôn, là giá của nó là 410.000 nha anh em nha. Đó thì đầy đủ các cái chi tiết như trong hình luôn, cái tem cốp bên phải này, tem cốp bên trái này. Đấy đây nó có một cái lằn ở giữa này nha anh em nha, khi mà anh em lột ra thì nó sẽ mất cái lằn này nha. Rồi thì anh em nào có nhu cầu thực sự anh em có thể liên hệ mình để mua bộ tem này nha. Bộ tem Superim đời 2007 bản limited, bản phiên bản giới hạn nha anh em nha. Thì cái đời này như mình nhớ không nhầm là cái khi mà Honda họ ra sản xuất cái đời này thì cái số lượng xe bán ra rất là ít nha. Bởi vậy cái bản này nó rất là đắt tiền. Ngày xưa những anh em nào mà đã từng mua cái đời tem này chắc anh em cũng biết ha, cái xe này nó rất là đắt tiền luôn. Thì những anh em nào có nhu cầu thực sự anh em có thể liên hệ mình, số điện thoại 0915 434 913 anh em nha. Đây còn về cái độ đẹp của nó thì chắc không cần phải bàn rồi anh em, cái độ thẩm mỹ thì quá cao rồi ha. Đây đó, không có gì để nói để chê chát hết nha anh em nha, không có gì để có thể chê ở trên cái bộ tem này được hết, rất là đẹp luôn. Đây anh em có thể để ý kỹ thì ở trong cái này nó sẽ có những cái vân carbon nha anh em nha. Đó những cái vân carbon rất là nhỏ li ti trong này ha, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ mình mua bộ tem này nha anh em nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều.